Chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 và chúng ta chuẩn bị sang ngày 2 tháng 9 đón cái lễ Quốc khánh của nước Việt Nam. Thì để tri ân tất cả các bạn học viên và tất cả các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Đăng Khoa thì mình sẽ áp một cái mã giảm giá khuyến mãi dành cho khóa học là guitar cơ bản cho người mới bắt đầu. Thì cái khóa này giá của nó là 750.000. Nhưng các bạn mua trong tháng 9 2020 chỉ với giá là 490.000 đồng mà thôi. Các bạn hãy xem cái thông tin chi tiết ở cái phần mô tả của video này hoặc là trong cái comment đầu tiên của video, trong đó có số điện thoại của Khoa hoặc là cái phần link để các bạn trên Facebook các bạn chat. Chúng ta trao đổi qua đó mình sẽ gửi cái mã khuyến mãi đặc biệt dành cho các bạn. Và với cái mã khuyến mãi này, Khoa rất muốn là có sự tương tác giữa các bạn, có thể là trao đổi để mình có một cái định hướng hay là một cái khúc mắc gì đó trước khi các bạn tham gia khóa học này, bằng cách các bạn có thể nhắn tin qua Messenger hoặc là add cái số điện thoại của Khoa vào Zalo và chúng ta có thể trao đổi với nhau chút ít. Và nhiều bạn hỏi rằng là bao nhiêu một khóa đóng như vậy, là đóng theo tháng hay như thế nào? Thì thật ra chỉ 490.000 này các bạn đóng tiền một lần thôi. Và các bạn học mãi, các bạn học đến khi nào các bạn chán thì thôi. Các bạn có thể học trên điện thoại nè, trên iPad, trên laptop, trên PC. Các bạn chỉ vào cái đường link web các bạn đăng nhập vào các bạn học. Thì mỗi cái bài học nó chia ra là có cái phần video các bạn xem. Sau đó cần thiết có phần để bạn download về. Với thế tài bấm từng ngang chi tiết như thế này, nốt nhạc, cái bài luyện rất là chi tiết dành cho các bạn. Giờ cách tiếp cận với hợp âm, một cách là từ những hợp âm dễ, sau đó chúng ta tiến từ từ vài hợp âm, xong chúng ta có một cái bài tập để giúp các bạn chuyển đổi qua lại, và một vài cái mẹo rất là hữu ích để các bạn có thể là bấm được các hợp âm chặn. Rồi sau đó chúng ta mới là đến học về các điệu cơ bản. Mỗi một điệu thì mình hướng dẫn các điệu rất là chậm chi tiết, và cái cách giữ nhịp để các bạn phải đánh cho đúng. Và với mỗi một điệu như vậy chúng ta sẽ có 4 cái bài hát thực hành. Do đó là khi mà các bạn nào học được xong là khoảng 3 tháng và các bạn mỗi một ngày các bạn cố gắng dành 30 phút thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt được cái kết quả ngoài mong đợi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của Đăng Khoa là Guitar for Freedom, rồi cái shop đàn nhỏ nhỏ Amigo Guitar Shop để cung cấp các loại nhạc cụ, đàn guitar, rồi ampli, phơ, effect, dây, đàn, đủ thứ cho các bạn cả với giá rất là phải chăng, và mình gọi là ship toàn quốc nữa. Rồi còn cái chương trình khóa học này thì cũng ra đời được 1 năm rồi. Thì cái khóa đầu tiên là về guitar điện, cách đây vài tháng thì Khoa mới làm cái khóa guitar thùng và luyện ngón cơ bản dành cho các bạn. Và hứa hẹn là từ đây đến cuối năm 2020 sẽ có một cái khóa gì đó đặc biệt hơn nữa dành cho các bạn muốn học tiếp theo. Và hãy nhớ là like, share, comment để động viên tinh thần của Khoa để có thể cho ra những cái khóa học hoặc là những cái bài giảng giúp ích cho cộng đồng guitar của chúng ta nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.